Đức Phật và 45 năm Hoằn pháp độ sinh. Tập 1. Tỳ khưu Chánh Minh biên soạn. Chương 6. Tầm sư. Đến thành Vương Xá Rajagaha. Bồ Tát sau khi xuất gia, ngài nguyện thọ trì tám giới thanh tịnh đến trọn đời, là từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong dục lạc, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói ác, từ bỏ nói chia rẽ, từ bỏ nói vô ích, và nuôi mạng sống trong sạch. Như kinh văn: sau khi đã xuất gia, thân làm ác xa lánh, lời nói ác đã bỏ, sống trọn vẹn trong sạch. Theo bộ sứ giải Phật Tông và sứ giải Kinh Bổn Sanh, Bồ Tát trú ngụ tại rừng xoài Anupiya 7 ngày để hưởng hương vị đời sống xuất gia, rồi ngài vượt đường dài 30 do tuần chỉ trong một ngày. Sau đó ngài đi vào thành Vương Xá khất thực theo từng nhà. Như vậy Đức Bồ Tát vào thành Vương Xá nhằm ngày thứ 9 sau khi xuất gia. Theo bộ sứ giải kinh Tiểu Tụng, thì sau khi nguyện thọ trì tám giới thanh tịnh đến trọn đời, Bồ Tát đi từ bờ sông Anuma đến thành Vương Xá, dài 30 do tuần, mất 7 ngày. Vào ngày thứ 8, ngày đi khất thực trong thành Vương Xá. Khi đứng trước cổng phía đông thành Vương Xá, một ý nghĩ khởi lên trong tâm Bồ Tát: nếu ta cho người nhắn tin đến vua Bình Sa biết Thái tử Sĩ Đạt Ta đã xuất gia, đang đi khất thực trong thành Vương Xá, Đức vua sẽ gửi vật thực thượng vị đến cúng dường. Là vì sao môn trong sạch không nên làm như thế, ta hãy đi khất thực theo từng nhà như kinh văn. Thật đến thành Vương Xá, trong xứ Ma Kiệt Đà, nơi có núi vây quanh, ngài khất thực nuôi mạng, mang theo sự thanh tịnh cùng tước tố cực sáng. Có câu hỏi rằng, vì sao Bồ Tát có ý nghĩ này? Vì thân phụ của hai vị tử hoàng là bạn với nhau, ngay cả hai vị tử hoàng cũng là bạn thân, tuy cả hai chưa biết mặt chỉ giao tình qua tặng vật cùng thư từ. Vua Bình Sa kém hơn Bồ Tát 5 tuổi. Bồ Tát đắp lại chiếc y văn sukula do Phạm Thiên Khatikara dân cúng. Ngài mang bát đi vào cổng thành theo từng nhà để khất thực. 7 ngày trước, dân thành Vương Xá có tổ chức lễ hội để vui chơi. Đến ngày thứ 8, vua Bình Sa cho đánh trống báo hiệu lễ hội chấm dứt. Đó cũng là lúc Bồ Tát đi vào thành để khất thực. Khi ấy dân chúng vẫn còn tụ tập ở quảng trường nơi diễn ra lễ hội trước hoàng cung. Đức vua Bình Sa mở cánh cửa có chạm trổ hình sư tử ở lầu cao, bước ra để ban huấn thị đến dân chúng. Ngài đưa mắt nhìn chung quanh, chợt trông thấy vị sa môn đang khất thực theo từng nhà. Các quyền Indriya của vị sa môn rất trong sáng và thanh tịnh. Khi thấy vị sa môn xinh đẹp đang lần bước khất thực, Đức vua kinh ngạc, tự nhiên nhìn thấy voi chúa Nalakiri đi vào thành phố. Hoặc kinh ngạc khi thấy chúa Atula Vepachitti tiến vào thành phố chư thiên ở cõi Bamiba, làm náo động chư thiên trong kinh thành Sudassana thiền kiết. Bồ Tát với phong cách uy nghi như voi chúa Chát Đanh Tá đi dạo trong rừng. Ngài lần bước theo từng nhà, mắt ngài nhìn thẳng phía trước với khoảng cách độ một tầm lưỡi cài 2 mét. Thị dân trong thành Vương Xá nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt thế cùng phong cách nghiêm trang của Bồ Tát, họ chỉ biết lặng người để chiêm ngưỡng với tâm ngập tràn niềm hoan hỷ. Rồi một người trong họ đã nói: đây là mặt trăng xuất hiện cõi nhân loại khi chạy trốn hiểm họa của vua Atula Rahu
một người khác chế giễu rằng: "Này bạn, bạn có thấy mặt trăng từng đến cõi người chưa? Đó không phải là mặt trăng, vị ấy chính là thần Kama. Kamadeva hoan hỷ với đại vương cùng lễ hội của chúng ta, nên mang ngọn lửa hoang lạc đến để thắp sáng lễ hội này." Một người khác lại chế giễu rằng: "Này bạn, bạn có tỉnh táo không? Thần Kama có thân hình đen đuổi do bị thiêu đốt bởi ngọn lửa thịnh nộ của thần Shiva, đâu có thân hình xinh đẹp như thế này. Vị ấy chính là vua trời đế thích con ngàn mắt, hoan hỷ với lễ hội của chúng ta. Vị ấy ngỡ là thành phố chư thiên Amarapura, bất tử thành, đang vui lễ hội nên đến đây tham dự lễ hội với chúng ta." Theo truyền thuyết Bà La Môn, Kama là vị thần dục lạc hay thần tình yêu. Vũ khí của vị thần này là những mũi tên thương yêu. Khi thần Shiva chúa, các vị thần đang ngồi thiền tịnh, thần Kama lén bắn mũi tên vào người thần Shiva, làm dấy lên tình thương trong tâm thần Shiva. Thần Shiva nổi giận vì bị gián đoạn việc nhập thiền. Con mắt giữa của thần Shiva mở rộng ra, một tia lửa phóng ra từ con mắt giữa, thiêu đốt thần Kama, khiến thân thể xinh đẹp bị cháy đen. Trích trong Simmer, Triết học Ấn Độ. Bất tử thành Amarapura sở dĩ thành này có tên như vậy là khi chúng Asura chiến thắng chư thiên cõi 33, chư thiên kéo về kinh thành đóng cửa thành lại. Dù có bao nhiêu Asura cũng không thể phá thành được, do đó gọi là Amarapura. Kinh thành của chúa Asura cũng có tên gọi như thế, nghĩa là khi chúng Asura bại trận, kéo về kinh thành của mình, đóng kín cửa lại, thì dù có bao nhiêu thiên nhân cũng không thể phá thành. Ngoài tên gọi là Amarapura, hai kinh thành trên còn có tên gọi là Ajapuranagata, bất khả hại. Một người khác lại phản đối rằng bằng nụ cười chế nhạo: "Này bạn, bạn nói gì thế? Bạn cho là thần đế thích có ngàn mắt, vậy ngàn mắt của vị ấy đâu? Lại nữa, vũ khí là chày sấm sét của vị ấy đâu? Còn voi Erawana của vị cưỡi ở đâu?" Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là Phạm Thiên, vị sáng tạo chủ thế gian. Vì biết rõ tính lười nhác của các bà la môn nên hiện xuống để khuyến khích các bà la môn siêng năng học kinh Vệ Đà và Vê Đành Tá chạy tán tụng để hành lễ tế đàn của bà la môn giáo. Và mọi người bàn cãi bảo lui ý kiến của mình một cách sôi nổi. Một người có trí trong nhóm đã nói rằng: "Đây không phải là mặt trăng, không phải là thần Kama, không phải là thần Đế Thích, cũng không phải là đấng Phạm Thiên. Vị ấy là một sa môn, là một con người cao quý nhất trong nhân loại." Trong khi dân thành Vương Xá đang bàn cãi hăng say về lai lịch vị sa môn kỳ diệu xuất hiện trong kinh thành khi lễ hội vừa chấm dứt, quan giữ thành Vương Xá đã kịp thời báo lên đức vua Bệnh Sa: "Thưa đại vương, hiện đang xuất hiện một vị sa môn, chúng dân đang bàn luận xôn xao về con người này. Thưa đại vương, vị ấy có thể là một chư thiên, một hương thần Gandhapa, một long vương hay một dạ so hóa thân đang đi khất thực trong thành Vương Xá này." Gandhapa được âm là càng thác bà, là thiên thần nhạc sĩ. Vua Bình Sa đứng trên lầu cao nhìn thấy bậc đại nhân đang từng nhà đi khất thực, tâm ngài rộn lên niềm phỉ lạc và đầy ngạc nhiên. Khi nghe quan giữ thành trị tấu như vậy, đức vua dạy quan giữ thành rằng: "Hãy cho người theo dõi vị sa môn ấy. Vị ấy không phải là già xoa, vì già xoa không có bóng. Nếu là hương thần thì khi ra khỏi cổng thành vị ấy sẽ biến mất. Nếu là đế thích thì sẽ bay lên hư không. Nếu là long vương thì sẽ chui xuống đất. Nếu là người, vị ấy sẽ tìm nơi thích hợp để thọ dụng vật thực tìm được. Khi tìm được vật thực dùng để nuôi mạng vừa đủ, ngài quay gót trở ra cổng thành phía đông, tìm nơi thích hợp để ngồi thọ thực."
Ngài đi đến núi Pandava gần thành Vương Xá, ngồi trên tảng đá mặt hướng về phía đông dưới bóng mát của núi Pandava. Sở dĩ Ngài ngồi quay mặt về hướng đông vì trên phía đông núi Pandava là nơi cư trú của nhiều vị ẩn sĩ. Bồ Tát, quán tưởng vật thực vừa tìm được, chúng trộn lẫn vào nhau. Chỉ nhìn thấy chúng, Ngài đã muốn nôn mửa. Từ nhỏ đến lớn, Ngài được nuôi dưỡng tế nhị, dùng những loại vật thực thượng vị. Nay nhìn loại vật thực trộn lẫn vào nhau, Ngài phát sinh kinh tổn loại vật thực vừa tìm được. Khi loại vật thực này được đưa vào miệng, mùi và vị vật thực khiến Ngài muốn ói trở ra. Ngài dạy tâm rằng: Này Sĩ Đạt Ta, có phải vì kinh sợ và bệnh chết nên khi thấy vị sa môn ngươi quyết định từ giả vương quyền xuất gia thành vị sa môn, mặc y cũ rách, sống bằng loại vật thực do người đi khất thực tìm được để tầm cầu pháp giải thoát sinh tử? Ước nguyện thành tựu bậc xuất gia ngươi đã đạt được rồi, chẳng lẽ ngươi lại muốn quay về với đời sống tiếp tục sao? Chặng đường phía trước của ngươi còn nhiều gam go, vật thực thô xấu này chỉ là chướng ngại nhỏ nhoi mà ngươi đã thối chí sao? Như vậy, làm sao ngươi có thể chứng ngộ quả thượng chánh giác? Làm sao ngươi có thể trở thành bậc mang hạnh phúc đến cho nhân thiên? Sau khi dạy tâm như thế rồi, Ngài kham nhẫn thọ dụng loài vật thực thô xấu ấy với một nỗ lực dũng mãnh, áp chế cơn buồn nôn đang dâng trào. Dần dần Ngài quen thuộc với loại vật thực ấy và thản nhiên dùng vật thực không chút khó nhọc. Gặp vua Bình Sa lần đầu. Nhóm trinh sát của vua Bình Sa thấy Bồ Tát ngồi dưới chân núi Pandava thọ thực. Một người trở về báo cho vua Bình Sa biết. Những người khác tiếp tục theo dõi bước du hành của đấng đại sĩ. Thưa đại vương, vị sa môn khất thực đang ngồi thọ thực an lạc dưới rặng núi Pandava ở một lối vào hang động. Vị ấy xoay mặt về hướng đông rặng núi, điềm tĩnh như sư tử chúa trong hang bước ra, hay như hậu phương hoặc như bò chúa dũng mạnh. Theo truyền thuyết của Bà La Môn, bò là một linh thú do đại Phạm Thiên, vị sáng tạo thế gian, ban cho nhân loại, giúp cho nhân loại có được vật thực là gạo và chất bổ dưỡng là sữa. Nên Bà La Môn giáo không hề dùng thịt bò và rất cung kính bò. Từ bò chúa ở đây ám chỉ bậc cao quý trong nhân loại. Nghe báo vị sa môn ban sáng là người không phải là chư thiên giả so hay long vương chi cả. Vua Bình Sa vị chúa tể anh minh của xứ Magatha, Ma Kiệt Đà, Thịnh Vượng cùng đoàn tùy tùng đi đến nơi Bồ Tát trú ngụ với cỗ xe tứ mã dành cho đức vua. Khi xe không thể đi được nữa, vua Bình Sa xuống xe, đi bộ đến nơi Bồ Tát đang ngồi thọ thực. Đến nơi, đức vua ngồi trên tảng đá mát lạnh. Tâm đức vua tràn đầy hoan hỷ khi thấy dung mạo sa môn của bậc đại sĩ. Đức vua hoan hỷ nói rằng: Này hiền hữu còn trẻ tuổi, dung sắc lại xinh đẹp, thân hình khỏe mạnh oai dũng, phong cách của tôn giả thật là tao nhã. Ta nghĩ rằng hiền hữu thuộc giai cấp sát đế lỵ cao quý, ta muốn trao tặng vương quyền đến cho hiền hữu. Hiền hữu sẽ là vị lãnh tụ xứ Ma Kiệt Đà hoặc xứ Ăn Gá, tùy thích. Nhưng hiền hữu hãy cho ta biết về gia thế của hiền hữu. Bồ Tát suy nghĩ: Nếu ta muốn làm vua chúa như thiên như tứ đại vương hay vua trời đế tích sẽ mang an lạc đến cho ta. Nếu ta tiếp tục sống trong hoàng cung, ta sẽ trở thành vua chưởng luôn rồi. Vì không biết những điều này nên vua Bình Sa yêu cầu ta làm vua. Ta sẽ cho vua Bình Sa biết gia thế cùng ước vọng của ta. Ngài duỗi cánh tay phải
chỉ về hướng mà từ đó ngài đến kinh thành Vương Xá, nói lên Kệ Ngôn rằng: Thưa đại vương, có quốc độ chánh trực ở núi Tuyết Sơn, có đầy đủ tài sản cùng dũng mãnh thuộc xứ Cô Sa La. Tôi sinh ra từ dòng dõi Thái Dương, tên gọi là Thích Ca. Để bỏ gia tộc ấy tôi xuất gia, không ước ao dục lạc. Đã thấy nguy hại các dục lạc, buông bỏ chúng là an ổn. Với nỗ lực tôi ra đi cùng ý vui thích. Khi nghe như vậy, vua Bình Sa nghĩ: Ô, đây là người bạn thân của ta, ý chí của vị này thật dũng mãnh. Vua Bình Sa nói với Bồ Tát rằng: Thưa hiền hữu, tôi được nghe vua Tịnh Phạn có người con là Thái tử Sĩ Đạt Ta, người ấy là bạn của tôi, nay tôi mới được tận mặt. Rồi vua Bình Sa cố gắng thỉnh cầu Bồ Tát ở lại để cùng đức vua cai trị quốc độ hùng mạnh Ma Kiệt Đạt. Bồ Tát kiên quyết từ chối: Thưa đại vương, tôi không ước ao vương vị, cho dù đó là ngôi vua trưởng luôn. Tôi xuất gia để tầm cầu pháp giải thoát khỏi già bệnh chết. Tôi chỉ mong chứng đạt quả vô thượng chánh giác. Ý chí của hiền hữu thật là kiên định và dũng mãnh, chắc chắn ước nguyện của ngài sẽ thành hiện thực. Tôi thỉnh cầu ngài, khi ngài giác ngộ hãy trở lại kinh thành Vương Xá này để tế độ tôi. Bồ Tát im lặng nhận lời. Sau khi nói lời từ giả Bồ Tát, đức vua Bình Sa lên xe trở về hoàng cung. Quốc độ Ma Kiệt Đạt, Ma Kiệt Đạt. Đây là một địa bàn rất quan trọng của Phật giáo. Sự hưng thịnh hay suy yếu của Phật giáo gắn liền vào sự hưng thịnh hay suy vong của các vị vua xứ Ma Kiệt Đạt. Trong thời Đức Phật có 16 quốc độ, là một Angga có kinh đô là Champa ở phía đông Ma Kiệt Đạt. 2. Ma Kiệt Tha có kinh đô là Vương Xá kinh đô Vương Xá, còn có tên là Giripacha núi vây quanh. 3. Kasi kinh đô là Ba La Nại Varanasi. 4. Kosala kiều Tất La kinh đô là Savatthi Xá Vệ. 5. Là Vajji kinh đô là Visali Quảng Nhiên Vajji, là nước cộng hòa gồm 8 bộ tộc, trong đó có 2 bộ tộc chánh là Dichavi và Videha. Dần dần bộ tộc Lichavi lớn mạnh. Khi nói đến Phát Chi, người ta thường đề cập đến Lichavi. Vesali nằm trong xứ Lichavi, kinh đô của xứ Videha là Mithila. 6. Mala. Vương quốc Mala được tách ra làm hai, nên có 2 kinh đô là Bava và Kusinara. Người ở Bava được gọi là Bavayaka. Người ở Kusinara được gọi là Kusinaraka. Vì thế khi Đức Phật viên tịch, vua xứ Ba Qua đến Kusinara để chia phần xá lợi. 7. Cheti còn gọi là Chetiya có kinh đô là Sotipati. 8. Quanga còn gọi là Vansa hay Vajja, nằm về phía nam của Kusala, kinh đô là Kosambi. Kiều Thượng Di nằm trên bờ sông Yamuna. Phía nam Vansa là vương quốc Avanti. 9. Kuru kinh đô là Nidapatta. 10. Panchala ở phía đông xứ Kuru có 2 kinh đô là Dakhina Panchala, Nam Panchala và Uttara Panchala, Bắc Panchala, được ngăn cách bởi dòng sông Phagirathi. 11. Matcha ở phía nam xứ Kuru, kinh đô là Viratamagara. 12. Surasena ở hướng tây nam xứ Matcha, kinh đô là Mathura. 13. Asaka ở dọc bờ sông Gotavari, nằm giữa xứ Avanti và Surasena, có kinh đô là Putana. 14. Avanti có kinh đô là Ujjaini. 15. Gandhara kinh đô là Takasila, Đá Lý Lục. 16. Campuchia. Ma Kiệt Đà là một trong 4 đại quốc hùng mạnh nhất trong thời ấy,
ba vương quốc kia là Kusala, Vong Xá và Avanti. Ngài Buddhaghosa cho rằng chữ Magadha có nhiều cách giải thích mang tính huyền thoại, như khi vua Chetiya sắp bị rớt rút đã bị những người đứng chung quanh khiển trách Magadha Pavisa, đừng siết chặt. Lại có câu chuyện có nhóm đầu đất nhìn thấy vua Chetiya bị đất rút và vua Chetiya đã nói với họ Magadha Karotha, đừng gây trói buộc. Cách giải thích được ngài Buddhaghosa chấp nhận là nơi cư trú của những chủ ruộng Madhaka. Madhakakhetiya. Madhaka là sinh quán của một bộ tộc sắc đí lị nên được gọi là Magadha. Magadha là độc tắc của Magadhaketa, đồng ruộng ở Magadha rất rộng, lại là ruộng bậc thang. Từ hang Indasala trong thành Vương Xá có thể nhìn thấy những cánh đồng này. Thấy những cánh đồng xứ Ma Kiệt Đà, Đức Phật dạy đại đức Ananda theo hình ảnh này, mai chiếc y của chư tỳ khưu, và đức Ananda đã vai chiếc y có những thửa ruộng đúng theo ý của Đức Thế Tôn. Trong bổn sanh Suvan Nakakatat Chataka có nói đến một cánh đồng ruộng 1.000 Karisa, tương đương 800 mẫu. Trong làng Bà La Môn, Salindhiya nằm về phía đông của thành Vương Xá. Trong thời Đức Phật, xứ Angya bị vua Bình Sa thôn tính, nơi vua Bình Sa cai trị cả hai vương quốc Ma Kiệt Đà và Angya. Quốc độ Ma Kiệt Đà bao gồm cả Angya có 80 làng, chu vi khoảng 300 do tường, kinh đô là Vương Xá. Trong thời Đức Phật, vương quốc Ma Kiệt Đà đông giáp sông 335, nam giáp dãy núi Vindhya, tây giáp sông Suna và bắc giáp sông Hằng. Bên kia sông Hằng là xứ của dân tộc Chitravi, hai bên cùng chia nhau quyền lợi của đại giang này. Sông Champa chảy giữa hai xứ Angya và Ma Kiệt Đà được xem là ranh giới thiên nhiên giữa hai quốc độ. Đến đời vua Asa Thế, xứ Ma Kiệt Đà được mở rộng. Xứ Kosala sát nhập vào Ma Kiệt Đà, xứ Vachi bị vua Asa Thế thôn tính. Kinh thành Vương Xá không còn là kinh đô xứ Ma Kiệt Đà. Kinh đô xứ Ma Kiệt Đà được dời về thành Pataliputta, về sau qua thị thành là kinh đô của Ấn Độ trong thời vua A Dục. Dân xứ Angya và Ma Kiệt Đà có tục lệ tổ chức lễ tế đàn Đại Phạm Thiên hàng năm rất trọng thể. Trong lễ tế này họ nhóm ngọn lửa rực bằng 60 xe củi đốt. Họ tin tưởng rằng những gì cúng dường cho lửa sẽ đem lại lợi lạc gấp ngàn lần. Trong vương quốc Ma Kiệt Đà có một làng ở vùng biên địa, phần lớn dân làng là những người ngu. Vì làm việc trong rừng, họ bị mũi rừng đốt khiến công việc của họ bị trở ngại. Một hôm, họ hội họp nhau lại bàn bạc cách diệt mũi rừng, nói rằng: chúng ta hãy mang theo cung tên và cùng các vũ khí đến rừng gây chiến với các con muỗi bắn giết chúng. Và họ đã làm theo cách đó, nhưng chính họ đã làm đau khổ lẫn nhau. Trở về làng, họ nằm xuống ở cổng làng, trong làng và cuối làng. Ma Kiệt Đà được xác định là miền Nam Bihar hiện nay. Kinh thành Vương Xá Rajagaha là kinh đô của vương quốc Ma Kiệt Đà, có hai thành phố riêng biệt. Thành phố cổ do đại thần Mahagovinda xây dựng trên núi Pandava có tên là Giripacha, núi vây quanh. Thành phố mới do vua Bình Sa kiến tạo ở dưới chân núi Pandava mang tên là Rajagaha, được gọi là Giripacha vì kinh thành này được bao bọc bởi năm ngọn núi Bandava, Kichakuta, Linh Thú, Vephasa, Isigiri, núi Đạo Sĩ và Vepula. Bên sườn núi Isigiri có tảng đá đen rất lớn, đó là nơi vắng vẻ. Các tỳ khưu phương xa muốn chứng kiến năng lực thần thông của ngài Dabba Malaputta
thường đến thành Vương Xá vào ban đêm, yêu cầu ngài Đắc Bá bố trí chỗ ngủ ở tảng đá đen. Ngài Đắc Bá Malaputta nhập vào đề một lửa. Ngón tay trỏ của ngài Đắc Bá chiếu sáng như ngọn đuốc và ngài soi đường cho chư tỳ khưu đến tảng đá đen. Chính tại tảng đá đen này, ngài Mục Kiền Liên đã bị bọn côn đồ đánh chết tan xác. Nơi đây cũng là nơi mà ngài Gotiya Vakkali tự vẫn. Cũng chính tại tảng đá đen này, Đức Phật gợi ý cho Đại Đức Ananda thỉnh Đức Thế Tôn duy trì mạng sống cho đến hết tuổi thọ. Nhưng Đức Ananda bị phiền não ma ngăn chặn, không hiểu ý của Đức Thế Tôn nên đã bỏ qua cơ hội này. Có lần, Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khưu 500 vị ngự trú nơi tảng đá đen. Đức Mục Kiền Liên với tâm mình biết được tâm của chư tỳ khưu đã giải thoát mọi ô nhiễm. Ngài trình lên Đức Thế Tôn về sự hiểu biết của mình. Đức Thế Tôn im lặng chấp nhận. Nhân đó tôn giả Văn Chí Xá đã nói lên kệ tán thán Đức Mục Kiền Liên. Ngoài năm ngọn núi trên, thành Vương Xá còn có thêm núi Indakuta. Hai tên Rajagaha và Giripacha được dùng lẫn lộn. Giripacha thường được dùng trong văn thơ, còn Rajagaha dùng chỉ cho nơi cư ngụ của vua Manthatu và đại thần Mahagovinda. Như vậy, Giripacha xem như một cổ thành lâu đời. Trong bổn sanh Vithurabandhita, hiền trí Vithura, thành Vương Xá được xem là kinh đô của xứ Anga. Đó là lúc xứ Anga bị sát nhập vào Ma Kiệt Đà. Thành Vương Xá còn được gọi là Bimbi Sarapura hay Magathapura. Trong sử thi Ramayana gọi Rajagaha là Vasumati. Trong sử thi Mahabharata gọi Parapura. Theo ngài Huyền Trang, kinh đô cũ của vua Bình Sa là Kusakrapura. Kinh thành này thường bị hỏa tai nên vua Bình Sa cho kiến tạo một kinh thành mới trên một nghĩa địa. Kinh thành mới này được xây dựng gấp rút vì sự xâm lấn của vua xứ Vachi ở kinh thành Vesali, Quảng Nghi. Sở dĩ gọi là Vương Xá vì vua Bình Sa đến ngủ đầu tiên. Nhưng có điều sai lầm là cả ngài Pháp Hiển lẫn ngài Quyền Trang cho rằng thành Vương Xá do vua A Xà Thế xây dựng. Có lẽ các ngài nhầm lẫn với kinh thành Bà Ta Lý Bút Tá Chắc, Hoa Thị Thật. Kinh thành này có tên gọi là Bà Ta Lý Bút Tá vì khi khởi công xây dựng thì cây Bà Ta Lý nở hoa. Ông Bà Kỳ Tờ nói rằng thành cổ được gọi là Kusakrapura theo vương hiệu của Kusakra, một vị vua thời cổ xưa của xứ Ma Kiệt Đà. Thành Vương Xá là nơi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa 6 lần. Đức Thế Tôn an cư mùa mưa tại Trúc Lâm tỉnh Xá vào hạ thứ 2, 3, 4, 17, 18 và 19. Bản sớ giải kinh Trường Bộ nói rằng thành Vương Xá chỉ phồn thịnh trong thời Chánh Đẳng Giác hay thời vua Chuyển Luân. Về sau thành Vương Xá trở thành Khoan Vu, là trú xứ của Dạ Xoa. Các Dạ Xoa thường tụ hội nơi này để giải trí vào mùa xuân. Phía bắc thành Vương Xá là núi Dakshinagiri, Nam Sơn, nằm trong lãnh thổ Ma Kiệt Đà. Vùng ngoại ô của thành Vương Xá có các làng Abhasanda. Làng có tên gọi như vậy vì nằm gần nhiều vườn xoài, đó là một làng Bà La Môn. Làng nằm về hướng đông thành Vương Xá, phía bắc làng Abhasanda là núi Vediyaka. Trong núi Vediyaka có hang động Indasala. Chính tại hang động này, Thiên Vương Đế Thích đến ý kiến Đức Thế Tôn, hỏi pháp và Đức Phật thuyết lên kinh Sakkapanha Đế Thích Vấn, tế độ Thiên Vương Đế Thích chứng quả dự lưu. Vừa khi ấy, Thiên Vương Đế Thích mệnh chung tái sinh trở lại ngay lập tức, cũng là vị Thiên Vương Đế Thích như trước,
Điều này chỉ có vua trời Đế Thích và Đức Thế Tôn nhận biết. Khi thiên vương Đế Thích cùng thiên chúng tùy tùng đến thang Indasala hỏi pháp, cư dân trong làng Ambasanda hưởng nhiều lợi ích. Salichiya, làng Bà La Môn, Kosiyagutta nằm phía đông bắc thành Vương Xá, cũng là trú quán của Bà La Môn Kosiyagutta. Kosiya có nghĩa là thuộc gia đình Kosika. Chữ Kosiya nghĩa đen là chim cú. Có thể đó là một trong những bộ tộc lấy tên chim muông làm họ bộ tộc. Trong tạng luật phẩm Bachichiya ưng đối trị, Kosiya được xem là một họ tộc thấp kém. Kolitagama, làng Kolita, sinh quán của Đức Mục Kiền Liên, kế cận Upatissagama là sinh quán của Đức Xá Lợi Phất. Upatissagama, làng Upatissa, làng này có tên gọi là Nala, Nalaka, Nalika, đó là một làng Bà La Môn nằm trong vương quốc Ma Kiệt Đà, cách thành Vương Xá khoảng một do tuần. Làng có tên là Upatissa vì do Bà La Môn đại thần Upatissa thành lập. Upatissa là một họ Bà La Môn. Các thôn trưởng trong làng thuộc Upatissa, cha của trưởng lão Xá Lợi Phất, có thể là một thôn trưởng, cũng được gọi là Vankatan Upatissa. Đây là nơi sinh quán của Đức Xá Lợi Phất, cùng với những người thân của ngài như Bà Chala, Upachala, Sisu Pachala, Upasena Revata và ngài Maha Gawacha. Sau khi gia nhập tăng đoàn, dường như Đức Xá Lợi Phất có tiếp tục sống ở làng này nhiều lần. Khi sắp viên tịch, Đức Xá Lợi Phất trở về làng Nalaka để tế độ thân mẫu là bà Sari chứng quả dự lưu, rồi ngài viên tịch ngay trong phòng ngài sinh ra. Sách Mahavattu, đại sử, gọi tên làng là Nalanda. Anthakavinda, cách thành Vương Xá khoảng 3 Gavuta, 12 cây số. Sakara, cách thành Vương Xá không xa lắm. Làng Sakara cách kỳ viên tịnh xá 45 do tùng. Nơi đây Đức Phật dạy Đức Mục Kiền Liên đến tế độ Bà La Môn Keo Kiệt Machari Kosiya. Chodana Vathu, làng này nằm trong thung lũng gần thành Vương Xá và làng Kitakiri. Kinh thành Vương Xá là một trong 6 thành phố quan trọng bậc nhất vào thời Đức Phật. 5 thành phố kia là Champa, Sakita, Savatthi, Kosambi và Varanasi. Kinh thành Vương Xá có nhiều con đường quan trọng đi ngang qua. Điều này cũng dễ hiểu vì thành Vương Xá xem như một trung tâm thương mại vào thời đó. Các con đường đó là đường Rajagaha, Takasila dài 192 do tuần, chạy ngang qua thành Xá Vệ và đi ngang qua cổng kỵ viên tịnh xá. Thành Xá Vệ cách thành Vương Xá 45 do tuần. Đường Vương Xá Ca Tỳ La Vệ dài 60 do tuần. Đức Phật du hành trên con đường này trở về thăm lại kinh thành Ca Tỳ La Vệ sau 7 năm xa cách. Mỗi ngày ngài đi một do tuần, sau 2 tháng ngài mới đến Ca Tỳ La Vệ. Đường Vương Xá đến sông Hằng dài 5 do tuần. Bên kia sông Hằng là kinh thành Vesali. Đường Tử Vương Xá đến Nalanda dài 1 do tuần. Đức Phật thường đi kinh hành trên con đường này. Một con đường vòng đai đi từ Patithana đến Vương Xá. Con đường này được 16 môn đệ của Bà La Môn Bavari dùng đến khi tìm ý kiến Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú ngụ tại thành Vương Xá nơi tự viện Pasanaka. Vì tự viện nằm trên khối đá lớn nên được gọi như vậy. Ban đầu nơi đây là đền thờ chư thiên, sau đó được cải tạo trở thành một tự viện của Phật giáo. Thì chủ Đế Thích có kiến tạo một giảng đường lớn ở phía sau tự viện cúng dường đến Đức Phật và chư tăng. Từ Patithana, 16 môn đệ của Bà La Môn Bavari đi ngang
đi qua Mahisati, Ujjaini, Gonatha, Vedisa, Vanasahaya, Kosambi, Saketa, Savatthi, Setavya, Kapilavatthu, Kusinara, bao qua Phoka, Vesali, rồi đến Makeda. Trúc Lâm Tịnh Xá là tự viện đầu tiên trong Phật giáo nằm gần thành Vương Xá. Thành Vương Xá có 32 cổng chánh và 64 cửa nhỏ. Thành rất kiên cố nhờ sự chăm sóc của đại thần Vasakara, đồng thời cũng vì sự đe dọa của dân xứ Bạc Kỳ và rất an toàn vào ban đêm. Các cổng thành được đóng kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vào thời Đức Phật, thành Vương Xá có 180 triệu dân, 90 triệu trong nội thành và 90 triệu ở ngoài thành. Điều kiện vệ sinh của dân thành không tốt nên thường phát sinh bệnh dịch tả. Vào lúc Đức Thế Tôn viên tịch, Phật giáo có được 18 tự viện lớn trong thành Vương Xá. Thành Vương Xá có lễ hội Kirak Yasamacha kéo dài 7 ngày. Các nghệ kịch gia nổi tiếng được mời về công diễn cho đại chúng xem. Ngoài thành Vương Xá có sông nước nóng Tapoda là một lợi thế vì du lịch. Hồ Tapoda là nơi nghỉ mát lý tưởng. Hồ Tapoda rất rộng, nằm ngoài thành Vương Xá dưới chân núi Vephara. Nước trong hồ mát lạnh. Nước từ hồ Tapoda đổ ra tạo thành dòng sông nhỏ khi chảy ngang qua thành Vương Xá. Nước trở nên nóng. Đức Mục Kiền Liên giải thích, vì sông Tapoda chảy ngang qua địa ngục đồng sôi nằm sâu trong lòng đất dưới thành Vương Xá. Các ẩn sĩ, du sĩ và chư tỳ khu thường đến đây tắm nước nóng. Ngoài sông Tapoda, một dòng sông khác cũng quan trọng không kém là sông Sapvini. Sông này nằm giữa Anthakavinda và Vương Xá, chảy đến tận núi 345 linh thú. Trên bờ sông Sapvini là những vườn cây, nơi trú ngụ của nhiều du sĩ nổi tiếng thời Đức Phật. Sông Sapvini này là sông Panchana. Trong thành Vương Xá có lưu trú xá dành cho khách lỡ đường trú ngụ qua đêm. Đức Thế Tôn viếng thăm thành Vương Xá lần cuối cùng trước khi Ngài Niết Bàn vào lúc 79 tuổi. Khi ấy Ngài ngự trên đỉnh núi Linh Thú. Bấy giờ đại thần Vatsakara được vua A Xà Thế phái đến, hỏi Đức Thế Tôn việc vua A Xà Thế đánh dân xứ Bạc Kỳ có thành công không. Đức Thế Tôn hỏi Đức Ananda về bảy pháp bất thối của dân xứ Bạc Kỳ còn được duy trì không. Đức Ananda bạch đáp Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dân xứ Bạc Kỳ vẫn còn duy trì bảy pháp bất thối. Nghe vậy, đại thần Vatsakara và vua A Xà Thế từ bỏ ý định tấn công xứ Bạc Kỳ bằng quân sự. Về sau dân xứ Bạc Kỳ rơi vào kế ly gián của Vatsakara, nên vua A Xà Thế thôn tính xứ Bạc Kỳ dễ dàng. Thành Vương Xá được Đức Maha Kassapa chọn là nơi kết tập Phật ngôn lần thứ nhất. Tại hang Satapanni có 500 vị thánh tăng A-la-hán tham dự, do vua A-xà-thế bảo trợ. Trong thành Vương Xá được vua A-xà-thế lập một tháp thờ để tôn trí phần xá lợi Phật được chia cho vương quốc Makeda. Tất cả xá lợi Phật ngoại trừ xá lợi Phật được tôn thờ trong tháp Ramagama được chư thiên thỉnh về tôn trí trong một cung điện dưới lòng đất do vua A Xà Thế kiến tạo. Đến nơi, vua A Dục được sự trợ giúp của chư tăng và ngài Múc Galiput Tatissa. Vua A Dục cung thỉnh xá lợi Phật từ tháp lớn này tôn thờ vào những bảo tháp do vua A Dục xây dựng. Khi vua A Xà Thế thôn tính được xứ Bạc Kỳ khoảng 3 năm sau khi Đức Phật viên tịch, vua A Xà Thế di đô về Hoa Thị Thành. Thành Vương Xá dần dần đi xuống cả hai phương diện, uy quyền và kinh tế. Tuy nhiên, Thành Vương Xá vẫn là trung tâm quan trọng của Phật giáo. Trong lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Đại Bảo Tháp,
Mahathubha ở Tích Lan vào thời vua Duttagamani, có đến 80.000 vị tỳ khưu từ phương xa đến Tích Lan tham dự. Vị trưởng đoàn là đại trưởng lão Indagutta.